Xin chào 5.000 anh hùng hảo hán quay trở lại với tụ quán Naraka. Tiểu gì đâu, đem rượu lên cho các vị anh hùng cùng thưởng thức nào. Sau đó các vị hãy cùng tại hạ cập nhật những tin tức mới nhất trên tụ vực châu nha. Trước tiên thì tại hạ có một thông báo quan trọng. Đó là trong tháng 8 này, phần mềm giảm biên hot nhất hiện nay, Gear Booster, đem miễn phí cho tựa game Naraka của chúng ta. Hãy tải về theo đường link tại hạ để bên dưới phần mô tả, rồi vào tụ vực châu so tài thôi nha các vị anh hùng. Trong giang hồ sắp tới sẽ ra mắt một đòn kỹ năng binh khí mới. Đó là đòn đánh kết hợp khi cầm hai binh khí đại đao và trảm ma đao. Để thực hiện đòn đánh này, các vị chỉ cần trang bị hai binh khí trên vào hai ô binh khí 1 và 2. Và khi đánh thì lăn chuột hoặc nhấn phím 1 hoặc 2 để đổi qua lại binh khí còn lại. Sau khi lăn chuột thì nhấn một chuột để đánh đòn trắng, sau đó lít tiếp để ra đòn xanh. Có thể đánh thường đổi binh khí hoặc ra đòn tụ lực xanh rồi đổi đều được. Và rồi cùng đến với tin xúc dẻo tiếp theo thôi nào. Đó là tin tức về một vị nữ anh hùng mới, một cô nàng hồ ly. Vậy hãy cùng tại hạ tìm hiểu mỹ thuật của cô nàng này đã đạt đến cấp độ cụ vĩ thiên hồ chưa nha. Thông thiên nguyên quân Tessa, hay còn gọi là Ngọc Linh Lung, xảo quyệt và mị hoặc, đó là đặc tính của thiên hồ nhất tộc. Sau khi thoát khỏi đảo ngục và xiềng xích của bộ tộc của mình, Ngọc Linh Lung bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm lạc thú trên thế giới này. Nhưng tất cả vẫn chưa biết đó là phúc hay là họa. Các kỹ năng của Ngọc Linh Lung: F1, đuôi cáo, hất văng kẻ địch và tạo một vòng lửa hồ ly quanh người Tessa tồn tại trong 3 giây. Khi bị tấn công thì vòng lửa này sẽ nổ ra và hất văng kẻ địch một lần nữa. F1 này có thể dùng khi đang bị tấn công. F2, đuôi cáo 7. Tessa thả vòng lửa hồ ly theo hướng chỉ định, tạo ra một vùng lửa tồn tại trong 6 giây. Kẻ địch tiến vào phạm vi sẽ bị hút vào trong trung tâm và bị trúng một lượng sát thương. Bí thuật V. V1, thuật mê hoặc. Ngọc Linh Lung dùng 50% nộ khí của mình để phóng linh hồn theo hướng chỉ định. Kẻ địch trúng chiêu sẽ dính mê hoặc, bị khống chế 1 giây và bị hợp chứa linh hồn, hồn hạp, hút linh hồn trong 6 giây. Nếu kẻ địch không thoát được mê hoặc sẽ rơi vào trạng thái xuất thần trong 3 giây. Để thoát khỏi mê hoặc, các bạn cần phải lại gần hồn hạp, nhấn E. Khi dính trạng thái xuất thần, kẻ địch sẽ không thể thực hiện các hành động khác và di chuyển từ từ về phía hồn hạp. Khi nhận một lượng sát thương vượt qua thanh màu tím ở giáp hoặc máu, kẻ địch sẽ thoát khỏi xuất thần. Sau khi thoát khỏi xuất thần sẽ bị miễn nhiễm với mê hoặc trong vòng 4 giây. V2, thuật mê hoặc. Hồi. Nàng hồ ly cũng dùng 50% nộ khí để phóng linh hồn theo hướng chỉ định. Khác với V1 là nếu trong vòng 6 giây kẻ địch không thoát được mê hoặc, sẽ bị mất một lượng sinh lực và hồi lại cho Tessa một lượng lớn sinh lực. V1 và 2 để có thể phóng linh hồn xuyên qua các vật thể, thậm chí là F của vô trần. V của Thermos. Với F1 thì bạn có thể thoát ra khi đang bị combo hoặc hất văng của kẻ địch. F2 với phạm vi khá rộng, giúp khống chế đa mục tiêu để đồng đội dùng sát thương. Trong combat hỗn loạn, có thể dùng F2 để gom địch lại, rồi dùng V để trúng nhiều mục tiêu hơn. Khi dùng F2, gom địch lại thì sẽ rất dễ phối hợp với các tướng dùng sát thương mạnh như Quý Doanh Doanh hoặc Yotohime. Hoặc các bạn có thể đi với đội hình chuyên khống chế như là Cố Thanh Hàng, Chesdagu hoặc là Thôi Tam Nương và Đa Cui. Còn với bí thuật V thì tại hạ thấy V1 sẽ cực kỳ có lợi vì khả năng khống chế 2 tầng. Tầng 1 trúng skill thì bị khống chế 1 giây. Kẻ địch sẽ phải làm mọi cách để tiến tới hồn hạp. Và trong chế độ solo thì có lẽ V2 sẽ nổi trội hơn hẳn, vì chỉ hồi sinh lực cho bản thân của bạn. Lưu ý là sẽ không hồi giáp nếu đầy sinh lực nha. Vì vậy thì chỉ khi nào bạn thật sự yếu máu thì V2 mới thật sự có lợi. Còn trong các trận đấu đội, đợi đến lúc bạn yếu máu thì có lẽ bạn sẽ phải đi tìm trận mới thôi. Ngọc Linh Lung giao lưu cùng các anh hùng trên tụ quần châu sẽ như thế nào? Kurumi, Matari và Thelmus có thể dùng F để thoát khỏi xuất thần. Vô Trần, Yotohime có thể dùng F để thoát khỏi xuất thần. Các tướng hóa hình như Nhạc Sơn, Thẩm Diệu hay là Thiên Hải
để có thể dùng V để canh thoát khỏi xuất thần. Nhưng nếu hóa hình rồi thì vẫn dính xuất thần nha, chỉ là trâu hơn một chút thôi. Yotohime V có thể thoát khỏi xuất thần. Vô Trần và Takeda V2 cũng có thể thoát được. Có Thanh Hàng dùng V3 có thể an toàn lại gần hồn hạp để thoát khỏi mê hoặc. Và sau đây là một vài combo dành cho cô nàng hồ ly này. Hãy dùng chiêu cuối V1 để combo nha. Sát thương sẽ cực kỳ khủng khiếp. Cơ chế của combo này là các bạn hãy cố gắng vào đòn hất lên, hay còn gọi là uppercut. Đợi chân chạm đất thì gõ nhẹ cái địch một cái, sau đó dùng chiêu cuối. Dùng chiêu cuối xong thì hãy nhanh tay ra một đòn combo dài nhất có thể. Sau 3 giây cái địch sẽ bị xuất thần. Lúc này hãy dùng đòn mạnh nhất của bạn để kết liễu cái địch thôi. Và đó là toàn bộ tin tức về Ngọc Linh Lung, Tessa và kỹ năng mới khi cầm hai vũ khí cùng loại. Các vị huynh đệ nghĩ sao về những tin tức nóng hổi này của tủ quán? Hãy để lại bình luận sôi nổi bên dưới nào. Và đừng quên tải phần mềm Gear Booster theo đường link bên dưới phần mô tả nha. Cũng đừng quên nhấn like, subscribe và chiếc chuông nho nhỏ để ủng hộ tủ quán. Đa tạ chư vị. Cáo từ.